Liên tục là thời gian dành cho thông tin thời tiết. Chào chị Hồng Quyên, đợt giảm mưa lần này ở miền Tây còn kéo dài không chị? Dạ thưa anh Nhật Minh và quý vị khán giả, khả năng là miền Tây còn giảm mưa hết ngày mai nữa thôi. Từ khoảng ngày 12 trở đi thì mưa dông sẽ xuất hiện nhiều trở lại vào các buổi chiều và có thể có mưa to. Còn trước đó, trong ngày hôm nay thì trời vẫn sẽ nắng nhiều và khá là nóng. Dự báo hầu khắp khu vực miền Tây Nam Bộ, bao gồm có thành phố Cần Thơ, sẽ nắng từ sáng cho tới tận cuối chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là 33-34 độ. Ở miền Đông Nam Bộ thì trời sẽ có phần nóng hơn bởi vì có một loạt nơi có nắng nóng nhiệt cao như Đồng Phú, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 35 độ. Các nơi khác phổ biến là 33-34 độ. Nắng nhiều, chỉ số tia UV hay còn gọi là tia tử ngoại cũng tăng cao. Cụ thể như tại thành phố Cần Thơ, dự báo khoảng từ 12 đến 13 giờ, chỉ số tia UV sẽ tăng cao, có thể lên tới ngưỡng 8. Đây là mức rất cao mà gây hại cho da và cho mắt của chúng ta. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường thêm các biện pháp chống nắng và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian này. Phải sau 2 giờ chiều trở đi thì chỉ số tia UV mới bắt đầu giảm dần và tới 16 giờ chiều thì không còn đáng ngại nữa. Không riêng gì trên đất liền mà ở thành phố đảo Phú Quốc ngày hôm nay thì trời cũng nắng nhiều. Dù cho nhiệt độ không quá cao, chỉ khoảng 32 độ, thế nhưng mà chỉ số tia UV có thể lên tới mức 9. Quý vị không nên tắm biển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian là từ 12 giờ đến 14 giờ. Trên biển thì tàu thuyền hoạt động trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu. Thời tiết tốt, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, trời có nắng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.